thôi, chưa già đừng hái thôi, uổng lắm. Dạ rồi. Bự quá trời bự luôn. Thôi cái này thì để già già. Hôm nay đi ra cùng thầy để hái mấy trái xoài. Hái trái trên đi chị. Cái bự quá trời trái. Cái cây này là của chị anh chồng nha. Rất là nhiều luôn á. Đó, nhỏ lắm, không có bự. Nhưng mà cái trái trên đó nè chị. Quá trời bự. Nhưng mà cũng nhiều trái lắm á. Đó. Được rồi chị, ăn được rồi đó. Trái này 1 ký mấy á chứ bắt đầu. Rồi trước trước khi chị hái chị phải niệm đi. Sao đâu nhiều vậy? Trời bự quá. Tuấn Anh, sợ bự lắm. Nè anh này là cái máy xay nè. Anh sẽ lại ảnh nghiên cứu về những trái xoài. Không, đây là cây xoài chị anh đã đem xuống đó. Thành quả như là 2 năm á thầy. Trời ơi, trái xoài kìa Tuấn Anh, kinh khủng luôn kìa. Trái này nè chị, để cho cái cây nó không có bị thầy ơi, có chừng thầy ơi bị bệnh đó chứ chị, mà điều bệnh này không khó tử quá à, tại vì cái sâu nó nằm luôn.